sù trắng hôm nay. Kinh và bông. Đây là con đực này. Đây cái này. Đẹp mê ly luôn. Đấy. Rồi thả kinh ra đây. Thả kinh. Ừ. Sù trắng nó vẫn là cái gọi là chó trong nhà vẫn là tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp luôn. Kinh là con đực cho bản. Còn bông là con cái mà nó đẻ ra giữ lại để gây giống. Kinh thì bây giờ là nó chưa phải là cái lông tối lông tối đa của nó. Đuôi vẫn còn đang thiếu lông một chút. Nào. Gãy cây. Rất là nhanh nhẹn luôn. Kinh nghe. Bông. Bắt đầu phỏn với nhau. Kinh thì đợt vừa rồi là có cho giống hai con cái ngoài để chờ xem là chó con nó như thế nào. Cho giống hai con cái ngoài thì một con màu, một con là màu nâu đỏ, còn một con là màu bò sữa, ba màu, một con khoang. Kinh này, hai con cái ngoài lấy giống này, một con khoang và một con nâu đỏ. Để xem ra nào, bọn đấy ghép với con trắng thì nó sẽ ra cái màu gì. Còn trắng với lại trắng ghép với nhau thì nó ra toàn trắng không. Bắc Hà sù trắng này là mình đánh giá là một cái giống chó rất là đẹp của Việt Nam. Người rất là vạm vỡ. Dáng rất nhanh. Vạm vỡ nhanh nhẹn. Tai nửa cụp nửa thẳng, gọi là bênh bênh. Những cái con chó con mà đẻ ra mà nó được chăm bụ bẫm từ bé ấy, thì là tai nó sẽ cụp. Ở chó ở trên bản mua về thì tai nó bênh bênh. Con cái cũng rất là đẹp. Với cái giống Bắc Hà này thì mình thấy đực với cái là nó về cái thể trạng nó to, nó không có chênh lệch nhiều lắm. Vậy là con cái nó cũng phải hai mấy cân, hay ba hay tư cân. Con đực thì nó hơn, nó cao to hơn chút, nhưng nó chênh lệch không nhiều. Đây là chó là đều là ở cái chất lông hoàn toàn tự nhiên, không có tắm đâu. Và như con cái thì là nó thay lông gần đủ, còn con đực thì chưa. Đực nhìn nó rất vạm vỡ, rất là nhanh. Đấy. Uy lực chưa? Rất là uy lực luôn. Nhìn trông rất là gấu chứ không phải không.
đuôi con cái thì nó đủ đuôi, nhìn nó đẹp hẳn. Đuôi đực thì còn đang thiếu. Đây là bộ lưng với lại đuôi của con cái. Phê luôn. Nhà nào mà nuôi chó trong nhà thì nuôi một cặp này thì hết ý. Nhiều người thì thích con chó trắng nhưng mà thích tai dựng. Thích tai dựng thì cũng dễ thôi. Có lẽ là mọi người nuôi ngày bé nuôi nó gầy thì có lẽ là tai nó sẽ bênh. Trong cái đàn cho con đợt vừa rồi thì có con tai dựng, có con tai cụp. Có lẽ là do nuôi để cái con chó con là nó hơi gầy. Vì như hai cái đàn chó con trước ấy, thì chó con tai nó đều cụp cả. Tuyệt vời luôn. Một cái giống chó rất là nhanh nhẹn. Và nó có một cái độ điềm đạm. Một cái độ điềm đạm. Chơi thì là nó cũng rất là ham chơi, nhưng mà bình thường thì nó rất là điềm đạm, chứ nó không bắn nhắn. Cặp này là mấy ngày nữa là sẽ cho ghép với nhau. Kinh và bông ghép gần. Phát hiện ra có con chuột chạy. Nên nó chạy rồi nó núp luôn à. Bình thường là kinh là thả ở phía trên chứ không thả ở vườn này. Nay thả vườn này đánh dấu khắp mọi chỗ. Cho mọi người ngắm cái con Bắc Hà trắng trưởng thành thì nó như vậy. Hiện tại bây giờ thì chó con thì cũng đang có chó con Bắc Hà trắng đấy. Mọi người mà quan tâm thì cứ liên hệ qua điện thoại Zalo 0901008234. Giống Bắc Hà này thì mình chỉ có Bắc Hà trắng thôi và có một con Bắc Hà vàng. Nhưng hầu như là chó con là Bắc Hà trắng. Chó thì nó cực kỳ thuần người. Kinh ơi, Kinh. Kinh. Ra đây. Ra đây. Đây mà. Nó bắt vào đâu. Đấy, gọi là nó lại ngay. Nhưng mà nó còn đang muốn chơi, nó sợ là bắt nó vào trong chuồng. Vì bình thường là cho con Kinh chơi ở phía trên chứ không chơi ở vườn dưới này. Nó chơi ở vườn trên. Ra đây xoa tí nào. Kinh ơi. Ra đây. Kinh. Ra đây. Nào. Nào cái chân. Ra đây xoa tí nào. Đấy, cho ta nhờ mà uống nước chân cũng còn thò vào bát. Giữ nhận phần. Nào, ra đây. Kinh mà không ra đây là anh cho Kinh vào chuồng ấy nhá. Ra đây anh xoa tí nào. Nằm đây. Phải dọa thế mới ra. Đấy. Ừ, hai. Gọi ra bắt vào chuồng đâu. Ra chơi thôi mà. Đó. Rất là khôn và nó rất là thuần người. Nói hiểu hết. Ok, ra chơi đây. Đó. Vừa rồi là cậu sợ là cho cậu vào chuồng. Cậu sợ là hết giờ chơi. Chuồng thì mình nuôi bọn này mình cũng không có nhốt. Mà mình nuôi là để trong một cái ô. Ô quây.
thả tự do nó ở trong cái ô quay. Nhưng mà ô quay với chúng nó thì nó cũng được vận động thoải mái, nhưng tóm lại nó vẫn không sướng bằng ra vườn chơi. Ra vườn chơi vẫn sướng hư. Nằm ra đây. Kinh. Ra đây. Đây mà. Nào. Không cọ vào cái cây đấy, anh mới trồng đấy. Kinh ơi. Kinh. Kinh không ra, bông ra đây. Bông. Bông ơi. Ra đây. Ra đây nào, ra đây anh xoa tí. Bông rất là xinh gái luôn. Mặt con cái như mình nhìn thấy nó rất là đẹp. Thế đực thì người nó vạm vỡ, nhưng mà mình với cái giống này mình thấy con cái mặt nó đẹp hơn. Nhìn cái đuôi của con cái này, nhìn mê luôn. Con cái nhìn rất xinh. Đực thì nhìn vạm vỡ, dáng khỏe. Đây. À, vườn thì đang rải một gian đu đủ. Đợt tới là khách đến là có đu đủ mang về làm gọi là quà rồi. Lượn qua lượn lại, lại quay ra chỗ chủ xoa cái rồi lại lượn ra. Chả nhẽ lại đòi phối ngay à? Chưa đến ngày. Đây là phở nô. Thời tiết ở cái giai đoạn này thì con Bắc Hà thì nó thích lắm. Thời tiết mười mấy, hai mấy độ. Người thì thấy lạnh lạnh, nhưng mà với bọn này thì đúng cái thời tiết ưa thích của nó. Vì nó sinh ra, cái gốc của nó là ở trên cao nguyên Hà Giang. Khí hậu của nó mát mẻ. Như mùa đông này thì cái bộ lông của chúng nó sẽ đẹp hơn mùa hè. Để tới đây mình sẽ quay một dàn cho mọi người xem khi chúng nó thay lông. Nhưng mà cái quan trọng ấy là cái thời gian mà thay lông của chúng nó không có cùng nhau. Bốn con cùng một đàn giữ lại ấy, nhưng mà nó cũng đã có con trước con sau rồi. Con cái nó rất là điềm đạm, rất thích cái nết của giống Bắc Hà này. Cho ta thì có mông cọc Bắc Hà, con mông cọc thì nó hiếu động hơn. Con Bắc Hà thì nó điềm đạm hơn. Mọi người thấy giống này có đẹp không? Có xứng đáng là giống chó đẹp nhất của Việt Nam không? Mình là mình chọn bọn Bắc Hà trắng này là bọn đẹp nhất của Việt Nam. Quá đẹp. Dù là tay dựng hay tay cụp đều đẹp cả. Theo cái chuẩn của nó thì là nó tay nó cụp, nhưng mà nhìn tay dựng cũng đẹp. Cái bộ lông của nó rất là đẹp. Cái mặt của nó thì nó cũng đẹp. Và ở thì lại rất là sạch, nhanh nhẹn, ở sạch, điềm đạm. Giống này nó có nhiều ưu điểm. Đẹp, ở sạch, dễ nuôi, nhanh nhẹn. Ừ đấy, ra bới cái đống cỏ đấy thì được. Chứ cái đống cỏ mà nó đang lên thì đừng có bới. Như con Kinh này là nó là con chó ta, nó chắc là bây giờ chắc cân nó có khoảng 26, 27 cân gì đấy thôi. Nhưng mà nhìn nó to lắm. Chó ta là ở cái cân nặng nó nhìn to.
để gọi nó ra đây gần người xem nhìn nó to như thế nào. Kinh ạ. Kinh. Kinh ơi. Nào. Ra đây. Đánh dấu thế thôi. Kinh. Ông đang săn con nhái. Thảo nào gọi ông ấy bơ luôn. Ông ấy đang ham mê săn con nhái. Bế ra. Nhìn thế thôi như nó hai mấy cân nó to lắm. Đấy. Ok. Thôi ra chơi đi. Xem tiếp đi. Có mấy con nhái là nó nhảy thì ra ông ấy ham. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé. Hôm nay quay vậy thôi. Đây, quay cho mọi người ngắm con Bắc Hà Trắng.